Ngày hôm nay thì em sẽ lại gợi ý cho anh chị chút xíu. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một ca sĩ ạ. Có hot không? Hot. Thật ra nếu anh rất là thích người đó. Cái tên thật của người đó có cái tên y chang anh luôn, tên Thành ạ. Đó là anh thật sự ngu ngốc. Ta về người ấy cũng không sao. Có thật người yêu thương như thế. Xin chào Eric. Em học sinh. Em học sinh à. Xin mời Eric hãy về lại vị trí của mình nhé. Em tưởng phải nói gì. Eric có cảm giác như thế nào khi ngày hôm nay được làm nhờ giám khảo khách mời của chương trình siêu tài năng nhí của chúng ta ngày hôm nay? Hôm nay thì em nghĩ là em rất là vui khi mà em được ngồi ở đây cùng với cả anh Trần Thanh và chị Harry Won. Và em mong rằng là hôm nay trong chương trình siêu tài năng nhí thì sẽ có thể khám phá ra được nhiều tài năng nhí nhiều hơn nữa ở Việt Nam mình. Đôi khi bé nào nó thông minh quá mà nó trí tuệ quá đó, thì nó sẽ làm cho giám khảo cảm thấy là anh thật sự ngu ngốc. Em rất thích cái phiên bản nhảy cover của anh Thành. Không biết liệu chúng ta có thể thấy lại một lần nữa được không ạ? Được chứ, tại sao không được? Đây, em rất thích. Ủa, quay TikTok là nhảy trong hậu trường của siêu tài năng nhí luôn đó. À, đúng rồi. Cái này là ngu ngốc. Bây giờ mình tháo luôn cái đồng hồ đi anh ơi. Tháo cái đồng hồ luôn đi. Giờ mới thấy mình ngu nè. Ôi, rách rồi. Bé có thể nhận dạng được các lá cờ quốc kỳ khác nhau.